Xin chào mọi người, hôm nay là Ly đang ăn sáng mì gói và xúc xích ở sân nhà Ly. Hôm nay trời mát mẻ nên Ly ra ngoài sân ăn cho thay đổi không khí. Thì hôm nay Ly sẽ chia sẻ bên tô mì gói với mọi người về công việc và về Fastpoint Marketing. Trước khi chia sẻ thì cho mọi người biết cái tô này cắm điện này, dùng rất là thích với mọi người cho cá nhân. Mình ăn mì, ăn phở mình cho vào đây mình đun lên. Con nút là công tắc để đun lên. Rồi, vào chủ đề chính nha. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về việc là Fastpoint giữ người như thế nào. Và vì sao mà mình và có rất là nhiều bạn là gắn bó với công ty rất là lâu, mặc dù mình là những người trẻ. Thì cái chia sẻ của mình nó sẽ dựa trên hai thứ nha mọi người. Là một là mình quan sát cái cách mà Vương dùng người ở trong công ty trong suốt 6 năm mình làm việc ở công ty. Và cái thứ hai là mình dựa vào chính cái trải nghiệm của cá nhân mình, những cái suy nghĩ của cá nhân mình trong 6 năm mà mình làm việc cho Fastpoint. Thì là vì sao mà mình ở Fastpoint đến ngày hôm nay và chắc chắn là còn gắn bó lâu dài hơn nữa. Cho mình ăn một miếng đã nhá. Đói quá. Ngon quá mọi người. Miếng mì gói gặp thêm miếng xúc xích nữa. Rồi. Thì đầu tiên nhá, là cái quan sát của mình về cách mà Vương dùng người ở trong công ty. Thì có nhiều thứ lắm, nhưng mà bây giờ ngắn gọn lại nhất ấy, là cái cách mà Vương để mọi người xuất phát điểm ở trong công ty. Là khi mà mọi người mới vô công ty á, thì là mình nghĩ thôi nhá, là chắc là Vương sẽ coi mọi người ở một cái vạch xuất phát giống như nhau, đều ở cái vạch xuất phát giống như là, nói sao nhỉ, gần như là con số 0 ấy. Vương không có stereotype, tức là không có định kiến về là người này là xuất phát là không có bằng cấp cao, rồi không có năm kinh nghiệm, hay là người kia là tại vì họ bằng cấp cao, họ có nhiều năm kinh nghiệm nên chắc là họ giỏi lắm đấy. Thì mình không nghĩ là Vương có cái suy nghĩ như thế, mà Vương sẽ để cho mọi người ở một cái vạch xuất phát y chang nhau, để cho mọi người tự cố gắng thể hiện bản thân mình và thể hiện cái sự gắn bó của mình. Thì là mỗi bạn mà vô công ty sẽ có khoảng, lý nghĩ là từ 1 đến 3 tháng để mà Vương và giống như là các bạn quản lý quan sát và đánh giá cái năng lực của những bạn đó. Thì cái xuất phát của mọi người như thế á, thì mình thấy đối với cả Fastpoint ấy, nó rất là hợp lý. Chứ còn những công ty lớn hay là này kia thì mình không biết nha. Nhưng mà đối với cả Fastpoint thì mình thấy hợp lý ở cái chỗ là như này. Đối với những bạn mà không có điều kiện để học hành, hay là có những cái việc làm tốt từ đầu, nhưng mà bạn ấy là sinh ra, tức là bản thân bạn ấy cố gắng và có năng lực ấy, thì lại rất là có lợi cho những bạn đó. Bởi vì là như vậy là các bạn cứ được thoải mái thể hiện bản thân mình. Tất cả thì mọi người đều xuất phát từ con số 0 mà. Tuy nhiên cũng không phải là bất lợi cho những bạn mà không có, không phải là bất lợi cho những bạn mà có bằng cấp và có năm kinh nghiệm có sẵn đâu nha. Tại vì những bạn đó ấy, nhiều khi cái bằng cấp và cái năm kinh nghiệm nó lại tạo cho mình một cái lối mòn. Đây là chính là cái việc mà Ly gặp phải trong lúc mà Ly khởi đầu luôn á. Là Ly qua Mỹ thì Ly học thạc sĩ, và ở Việt Nam thì Ly cũng học xong đại học rồi. Ly qua Mỹ Ly học thạc sĩ, ở Việt Nam Ly học đại học ngoại thương, rồi qua đây thì Ly học về ngành giáo dục. Thì nên là Ly rất là giáo dục nữa chứ, nên là Ly rất là gọi là academic, là gọi là hàn lâm ấy, đúng từ đấy luôn. Ly viết văn này kia, là những câu chữ này nọ là dùng nó rất là kiểu như ở trên mây, cũng nói ở trên mây hơi quá, nhưng mà giống như là nó cũng hàn lâm lắm. Thế là Ly vào vô thì Ly thấy là ôi sao viết những cái văn bản quảng cáo mà sao viết nghe nó buồn cười này ta. Không có giống với Ly tưởng tượng. Ví dụ như là Ly không có chuyên môn về marketing từ trước, nhưng mà Ly cũng biết những cái marketing agency ở Việt Nam ấy, họ làm những cái flyer rồi PowerPoint này nọ rất là bài bản, giúp cho những doanh nghiệp lên vị trí này vị trí kia này kia. Nói chung là dùng những cái từ khá là đao to búa lớn. Thì lúc Ly mới vô thì Ly lại thấy ôi sao công ty của Vương lại kiểu dân dã, dùng những cái từ mà sau này có một bạn gọi Vương là Vương dùng từ bà ngoại những cái từ mà người già họ nghe họ cũng hiểu luôn. Thì để ăn miếng ngưỡng nhỉ, đói quá mọi người. Rồi, thì
thì những thì cái đấy là cái chính Ly gặp phải luôn á. Nên là Ly rất là đánh giá cao cái việc mà Vương coi mọi người là con số 0 và để cho mọi người, những bạn mà chưa có gì thì sẽ thể hiện được cái năng lực của mình và tự tin để thể hiện cái năng lực của mình, và những bạn mà đã có gì từ trước rồi á thì sẽ mở cái đầu óc của mình ra và có một cái xuất phát điểm tươi mới hơn. Thì tất nhiên là khi mà các bạn thể hiện được năng lực trong vòng 1 đến 3 tháng đầu tiên thì Vương sẽ nhìn nhận, revise lại và đặt bạn ở những cái vị trí mà phù hợp đó. Nhưng mà xuất phát điểm như nhau là một cái việc mà Ly rất là thích ở Fast Point. Thì cái việc đó nó thể hiện ở tất cả những cái vị trí ở của Fast Point hiện tại bây giờ, những bạn mà làm ở những vị trí quản lý ấy, thì đều là từ những người nhân viên bình thường. Không một bạn nào vô công ty mà làm ngay quản lý luôn á mọi người. Mình không, từ Việt Nam cho đến Mỹ luôn, là các bạn ở Việt, bạn mà dẫn, bạn mà director Việt Nam, bạn Duy ấy, cũng tuyển người theo cái tư tưởng đấy của Vương. Thì các bạn vô, dù nó có là cái gì chăng nữa thì các bạn vô cũng là một người nhân viên bình thường trước, cũng làm những việc bình thường, làm từ những việc nhỏ nhất, kể từ cái chuyên môn của mình thì không nói rồi, nhưng mà cũng dọn dẹp công ty, cũng bê đồ bê đạc này kia, lúc chuyển công ty này kia như những người khác, như chứ không có khác gì cả. Thì đấy là cái việc đầu tiên mà Ly thấy là nó rất là hay. Là đấy, có thể đấy, Ly nghĩ cái đấy cũng đấy chính là một cái yếu tố mà góp phần cho cái việc mà Fast Boy giữ người á. Có thể nghe thì lúc đầu thì nó có vẻ nó không liên quan, tức là cho mọi người cái xuất phát điểm giống nhau thì liên quan gì đến cái việc giữ người ta. Nhưng mà thật sự cái việc làm như vậy á, để giữ được thì phải có một cái khởi đầu mà nó ổn định bền vững đã, đúng không? Thì mình mới giữ được. Thì cái khởi đầu đó chính là cái cách như thế mà mình, mà Ly cảm nhận được, để cho mọi người có xuất phát điểm giống nhau và có một cái sự đi lên nó bền vững, nó từ từ, chứ không phải là vô một cái nó cao như này xong rồi lỡ mọi người đi xuống thì sao, đúng không? Là đi luôn. Rồi thì đấy là cái đầu tiên nha mà mình muốn chia sẻ với mọi người, là cái cách mà Fast Boy giữ người. Còn cái thứ hai đấy là cái cảm nhận của chính mình trong vòng 6 năm. Thì là bởi vì sao mà mình ở lại công ty lâu như vậy và sẽ còn ở lại gắn bó lâu dài nữa, thì có thể là từ cái này thì mọi người cũng sẽ rút ra được là một cái bí kíp giữ người nữa của Fast Boy. Thì đấy chính là cái cách mà Vương đặt người vào đúng cái vị trí của người ta. Thì lúc đầu ấy, làm Ly vô công ty là Ly làm bán hàng, là một nhân viên bán hàng cho công ty. Thì sau một thời gian thì Vương có giao cho Ly cái vị trí là trưởng của cái bộ phận bán hàng và bộ phận marketing luôn đấy. Hồi đấy công ty còn nhỏ lắm, bộ phận marketing hồi đấy nó cũng chưa có được đa dạng như bây giờ đâu. Marketing thì vẫn chỉ gói gọn trong việc gửi thư thôi nên nó còn đơn giản. Thì một ngày đẹp trời Ly nhớ là lúc đấy là Ly mới đi Việt Nam về, đi về Việt Nam chơi xong quay lại, một ngày đẹp trời thì Vương có gọi Ly ra nói chuyện. Mà Vương nói là Ly chuyển sang vị trí là làm sản phẩm đi, làm product đi. Thì Ly cũng bất ngờ lắm, Ly bảo là ủa, Ly đang làm vị trí bán hàng mà tại sao Vương lại chuyển Ly sang một cái vị trí là làm sản phẩm, nó không liên quan gì đến nhau là thứ nhất nha, là thứ mà thứ hai là Ly là phụ nữ nữa. Ly cũng không có cái background về technical. Tại sao lại để Ly lao Ly làm cái sản phẩm, phát triển sản phẩm? Sản phẩm ở đây là các phần mềm của công ty á mọi người. Trước đây là công ty mình chỉ có bán website và các dịch vụ Facebook, Google, Yelp này kia thôi. Nhưng mà sau đấy thì cái tầm nhìn của Vương là Vương muốn là bây giờ phải có một cái phần mềm để tự động hóa những thứ mà về marketing đi, chứ không phải là chỉ là làm tay nữa. Thì lúc đấy là Ly là chịu trách nhiệm luôn, là làm ra những cái sản phẩm cho công ty. Một cái trọng trách lúc đấy là rất là cái Ly cảm thấy là rất là khó với Ly luôn á. Rồi đấy là lúc đầu là đã thấy là kiểu rất là lo lắng rồi nha. Thế nhưng mà thôi, Vương nói là thôi, Vương tin là Ly làm được, Ly cứ làm đi. Thôi thì Vương đã nói vậy thì Ly cố gắng Ly làm. Thế xong rồi cái sốc thứ hai, bất ngờ thứ hai tiếp theo nữa là trước đấy thì thật ra Vương chính là người làm cái vị trí là Product Manager luôn. Là Vương suy nghĩ về sản phẩm, phát triển sản phẩm và quản lý cái đội làm ra sản phẩm. Những bạn developer ấy. Rồi thì là trước đấy là Vương làm đúng cái vị trí đó. Thì sau đó thì Vương nói là bây giờ Vương phải làm việc khác rồi. Vương rất là bận thì Ly sẽ làm cái vị trí đấy, cái việc đấy của Vương.
Thì Ly còn bất ngờ, Ly đi đến bất ngờ thứ hai là Vương không hề giao cho Ly bất kỳ một cái, tức là không hề giải thích và không hề cho Ly tiếp quản bất kỳ một cái gì mà Vương đã làm hết. Ly rất là sốc luôn, Ly kiểu như là bơi trong kiểu như là tự bơi ấy, không biết là phải làm gì luôn. Đấy, xong rồi nhưng mà Vương cũng nói là Ly cứ làm đi. Vương cũng không giải thích gì nhiều đâu. Thế nhưng mà sau thì Ly cứ tự bơi. Xong rồi cuối cùng đến ngày hôm nay thì Ly mới thấy là Ly rất là cảm ơn Vương vì đã làm cái việc đấy. Bởi vì nếu mà cái ngày đó mà Vương giải thích với Ly cái việc Vương đang làm, rồi Vương hướng dẫn cho Ly đi theo cái đường mà Vương đã đi, thì Ly sẽ không có thể nào phát triển được cái năng lực và cái cá tính của mình ở trong cái công việc được. Tức là cái con đường mà Vương chọn để Vương phát triển sản phẩm và để Vương làm cái công việc của Vương ấy, nó là cái tính cách của Vương, thì Vương đi theo con đường đấy, đúng không? Thì nếu mà Ly đi theo cái guideline đấy á, thì Ly sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng của Vương thôi. Đó, nên là Vương đã để Ly, Vương cho phép Ly làm là kiểu make mistake luôn ấy. Đó, nhưng mà để Ly tự đi con đường của Ly theo cái cá tính của Ly. Ly mạnh ở chỗ nào, Ly yếu ở chỗ nào thì đấy là con đường của Ly, chứ không có phải là phải tiếp quản lại cái công việc của Vương. Thế nên là Vương không giao lại cho Ly bất kỳ một cái task nào hay là gì đấy cả, để Ly tự làm hết từ đầu đến cuối. Thì tất nhiên là cái việc đấy nó có rủi ro chứ mọi người, tại vì một người không có kinh nghiệm như Ly mà, thì có thì sẽ có những cái lỗi xảy ra trong quá trình làm, make mistake ấy. Nhưng mà nó gọi là trial and error, là cứ try đi, cứ thử đi, rồi có error thì cũng là một phần của cái việc thử nghiệm thôi, là một phần của cái sự mình việc mình cố gắng thôi, chứ không có gì cả. Thì sau đấy thì là Ly tự đứng được trên cái con đường của mình. Đấy là cái chia sẻ của Ly. Rồi cái thứ hai mà Ly muốn chia sẻ về cái việc gắn bó ấy, đấy là cái môi trường làm việc, cái vibe của công ty. Cái này thì nó không có phải là do Vương nữa rồi, cũng không có phải do bất kỳ một người nào trong công ty tạo ra được cái đó. Nó chính là cái văn hóa và cái vibe, cái môi trường của công ty ấy, nó phù hợp với mình. Thì nhưng mà trước khi Ly nói nó phù hợp như nào thì thật sự Ly muốn chia sẻ với mọi người là như này này. Không có một công ty nào mà nó khớp 100% với tính cách của mình ngay từ đầu cả. Nó không phải như kiểu mảnh ghép vào với nhau một phát là được đâu. Mà nó sẽ lệch chỗ này, nó thiếu chỗ kia, thừa chỗ này, này nọ. Thì khi mà mình vô một cái tập thể mà mình cảm thấy là đây là cái chỗ mà nó phù hợp với mình muốn gắn bó với nó ấy, thì mình sẽ cố gắng để làm cho cái tính cách của mình nó hòa nhập được với một phần của công ty. Thì tất nhiên có những bạn là hướng nội, là introvert đó, thì các bạn không thể nào tự nhiên biến thành một người hướng ngoại được, đúng không? Và kiểu như ăn chơi nhảy múa rồi hòa nhập với những hoạt động của công ty rồi kiểu này kia, thì cái đấy không phải ý mình là như thế. Thì rồi nói đến cái vai, thì tất nhiên sẽ có những công ty có những cái văn hóa và có những cái vai nó quá là khác với cả tính cách của một người, thì cũng không thể ép hai người đó ghép lại một cái mảnh ghép mà nó lệch nhau hoàn toàn luôn á, thì không thể nào mà ép nó ghép vào với nhau được, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó gọi là có chỗ này chỗ kia thừa ra thụt vô thì có thể cố gắng được. Đó, thì cái đó là một cái yếu tố mà mình thấy là mình thì rất là thích văn hóa của Fast Boy. Mọi người đi làm là biết nhau hết, đến nhà nhau chơi cuối tuần. Rồi biết được cuộc sống của nhau, vợ chồng con cái như nào, gia đình như nào, đang như thế nào, đang vui hay đang buồn. Nói chung là văn hóa kiểu gia đình ấy, thì đấy là cái mình rất là thích. Có những bạn thì sẽ không thích như vậy, thì đấy là chuyện rất là bình thường. Ví dụ như là hầu hết những công ty ở Mỹ là đi làm là không có biết đến đời sống gia đình của nhau luôn. Như là có rất là nhiều bạn bè của mình làm là không biết, không bao giờ add Facebook của nhau. Đấy là cái văn hóa của cộng office của Mỹ luôn ấy. Nó không biết nhà nhau ở đâu luôn. Có thể là ở chỗ làm rất là thân nhau luôn, nói chuyện với nhau này kia rất là thân, nhưng mà đi về một cái là completely là thế giới là đóng lại luôn như này. Không có biết nhau là kiểu gia đình người này nọ vui buồn như nào hết, mà không biết. Thì Fast Boy là cũng là công ty Việt Nam mà, nên là cái văn hóa thì nó vẫn mang cái hơi hướng Việt Nam rất là nhiều. Thì cái văn hóa, cái môi trường của công ty cũng là một cái phần rất là quan trọng để mà gắn bó lâu dài. Bởi vì các bạn tưởng tượng đi, các bạn làm 2-3 năm thì không nói, thì có thể có những cái môi trường nó không phù hợp lắm,
nhưng mà những điều kiện còn lại nó quá tốt đi thì các bạn vẫn cố gắng được, đúng không? Nhưng mà công ty mà các bạn làm đến cái mức độ mà 7, 8 đến 10 năm mà môi trường văn hóa nó không phù hợp với các bạn thì thật sự các bạn không thể làm lâu được như thế. Nên là một phần là cái văn hóa công ty có sẵn là nó như vậy, là cái yếu tố các bạn không thể nào mà thay đổi được rồi, đúng không? Kể cả thậm chí như là Vương là người dẫn đầu cũng không thể thay đổi được cái văn hóa đấy một sớm một chiều được rồi. Thì bản thân mình á, mình sẽ cố gắng để phù hợp với cái mảnh ghép đấy. Thì mình mới thriving, là mình hay dùng từ thriving nó giống như là mình nở hoa ấy. Nó sao ta? Mình bùng nổ ở trong công ty ấy, kiểu như vậy. Thì các bạn mà các bạn mới làm ở trong công ty nào đấy thì mình cũng nên như vậy. Mình nói chung là mình muốn là một phần của công ty thì mình sẽ là một phần của công ty. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi mì của mình trương hết lên rồi nên là mình tập trung ăn đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến bây giờ, và nếu mà mọi người thấy những chia sẻ của mình có ích ấy, thì mọi người giúp mình một cái subscribe nha. Mình cũng mới xây kênh YouTube của mình thôi. Rồi cảm ơn mọi người, bye bye.